Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Và hôm nay chúng ta lại quay lại với bộ môn học kỹ năng sống. Và ở tuần này thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn một kỹ năng vô cùng mới mẻ. Và chắc chắn rằng kỹ năng này sẽ giúp các bạn rất nhiều trong cuộc sống trong khi các bạn gặp khó khăn. Và đây là một trong những kỹ năng giúp các bạn vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những bế tắc trong cuộc sống để mình làm sao có một cuộc sống nó tốt hơn, có một tinh thần lạc quan hơn và biết tận hưởng cuộc sống mỗi ngày làm sao nó trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Và chắc chắn rồi, trong cuộc sống các bạn chắc chắn sẽ gặp những điều không vừa ý hoặc là căng thẳng hoặc khó khăn hoặc tức giận, đúng không ạ? Thì những cái tình huống đó luôn luôn xảy ra với chúng ta và nó luôn xuất hiện với nhiều những mẫu chuyện và những cái tình huống khác nhau khiến chúng ta bị căng thẳng hoặc là buồn phiền, tức giận và khó chịu về những cái vấn đề xung quanh cuộc sống hàng ngày, đúng không ạ? Vì thế nên kỹ năng duy trì tinh thần lạc quan là một trong những kỹ năng rất quan trọng để giúp các bạn giải quyết được những cái mớ hỗn độn cho cảm xúc của chúng ta để làm sao mình có thể hài hòa mọi cảm xúc trong cuộc sống và các bạn luôn giữ vững cái tinh thần lạc quan để chúng ta học tập và làm việc một cách tốt hơn. Thì nội dung chính của bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu gồm 3 những nội dung sau đây. Thứ nhất là hiểu về lạc quan là gì. Thứ hai là biểu hiện của những người lạc quan. Và thứ ba là làm thế nào để lạc quan, đúng không ạ? Thì đây là những cái nội dung cốt lõi chúng ta sẽ tìm hiểu trong ngày hôm nay và hy vọng sau khi học xong bài này các bạn sẽ biết cách làm sao mình giữ vững một cái tinh thần lạc quan khi chúng ta gặp mọi khó khăn hoặc là ứng phó với mọi chuyện. Thì cái tinh thần lạc quan này sẽ giúp các bạn giải quyết mọi vấn đề và duy trì cái tinh thần lạc quan này sẽ giúp các bạn hướng đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Bởi vì dù các bạn có nghĩ nó xấu hay nó đẹp, tích cực hay tiêu cực thì sự việc nó vẫn xảy ra. Và nếu như chúng ta biết đón nhận một cách tốt đẹp thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Mình nhìn nhỏ thì nó sẽ hóa nhỏ, đúng không ạ? Thì trong cuộc sống các bạn đã có ai gặp phải khó khăn, đã có buồn phiền chưa? À, nếu như các bạn chưa gặp thì xin chúc mừng các bạn để các bạn có một cuộc sống quá là tuyệt vời, quá là hoàn hảo. Mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp, mọi người đều yêu thương mình, công việc, học tập, mọi thứ tất cả đều thuận lợi suôn sẻ thì xin chúc mừng các bạn. Còn nếu như các bạn đã gặp những trắc trở, những buồn phiền, những lo âu trong cuộc sống thì cũng xin chúc mừng các bạn vì các bạn đã biết được một cái kỹ năng rất quan trọng, đó là kỹ năng duy trì tinh thần lạc quan. Vì khi biết được kỹ năng này thì các bạn sẽ biết cách làm sao để mình hướng cảm xúc, hướng nội tâm của mình đến một cái điều gì đó tốt đẹp hơn, đến một cái tinh thần lạc quan hơn thì các bạn sẽ các bạn sẽ giữ được một cái tinh thần lạc quan cho cuộc sống. Các bạn nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan thì mọi thứ mình hấp thụ, mình trao một cái năng lượng tích cực, thì đương nhiên mình cũng sẽ được đón nhận lại một cái năng lượng tích cực và mọi thứ nó cũng sẽ diễn ra một cách tốt đẹp, đúng không ạ? Thì đầu tiên mình sẽ tìm hiểu lạc quan là gì. À, vậy mình đã nghe rất nhiều người nói, mọi người cũng nói lạc quan là phải lạc quan lên, phải mạnh mẽ lên, phải vui vẻ lên, lạc quan lên. Đừng có bi quan như thế, cái vấn đề này có gì đâu có lạc quan lên, đúng không ạ? Mình nghe rất rất nhiều người rất thường xuyên cái cụm từ lạc quan xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Vậy nhưng chắc gì mọi người đã hiểu lạc quan là gì, đúng không ạ? Có thể các bạn đã biết hoặc các bạn chưa biết, nhưng các bạn nên hiểu rõ về lạc quan là gì thì mình sẽ giữ vững nó một cách tốt hơn, đúng không ạ? Thì nó theo một cách khoa học thì lạc quan là một trạng thái tinh thần của con người được thể hiện ở việc họ luôn tìm niềm có luôn có niềm tin vào bản thân hay mọi thứ xung quanh sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thì mình nói nôm na một cách mà dễ hiểu nhất theo những cái ngôn ngữ thông thường của chúng ta, đúng không ạ? Thì lạc quan chính là chúng ta luôn có niềm tin và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, bất cứ mọi chuyện gì xảy ra thì chúng ta luôn tin tưởng rằng nó sẽ trở nên tốt đẹp và mọi khó khăn sẽ được giải quyết, thì đó là tinh thần lạc quan, đúng không ạ? Thì lạc quan nó là một cái trạng thái tinh thần. Có thể những cái tình huống đó chúng ta không thể lựa chọn được, nhưng cái trạng thái tinh thần của chúng ta đối diện với việc đó chúng ta có thể lựa chọn không? Hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn được, nó mang sự chủ động của chúng ta, đúng không ạ? À, ví dụ các bạn không thể lựa chọn cái tình huống là hôm nay trời sẽ mưa hay trời sẽ nắng, nhưng việc mình nhìn nhận cái việc trời mưa hay trời nắng một cách lạc quan hay bi quan thì chúng ta có thể lựa chọn được việc đó. À, ví dụ như các bạn không thể lựa chọn được là bố mẹ chúng ta ly hôn hay không ly hôn, bởi vì gia đình bố mẹ sinh ra mình không thể chọn được cha mẹ sinh ra, đúng không? Mình không thể chọn được cái hoàn cảnh gia đình mình sinh ra. Tuy nhiên là mình có thể chọn được thái độ
bi quan hay lạc quan, tích cực hay tiêu cực trong cái hoàn cảnh đó, đúng không ạ? Thì để được duy trì được cái tinh thần lạc quan này, chắc chắn là phải có kỹ năng. Không phải ai sinh ra bẩm sinh cũng có một tinh thần lạc quan. Thứ nhất là ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường sống, thứ hai là họ họ được học hỏi hoặc là họ được tiếp xúc với những con người lạc quan, hoặc họ được học những cái kỹ năng duy trì tinh thần lạc quan, nên họ mới có một cái tinh thần lạc quan như thế. Để khi mà họ họ tiếp xúc với bạn, bạn thấy người ta lạc quan, đúng không ạ? Không ai sinh ra là bản năng là bỗng nhiên sinh ra trên đời đã có cái sự lạc quan đó, đúng không ạ? Tất cả là do sự rèn luyện và yếu tố tác động từ môi trường, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ hai là biểu hiện của người lạc quan. Thì các bạn hãy lưu ý những cái biểu hiện của người lạc quan này và để ý xem bạn xem những người xung quanh chúng ta, họ có cái biểu hiện đó không, họ có phải là người lạc quan hay không, và cũng để ý bản thân mình xem, mình có biểu hiện này không, mình có biểu hiện này không, mình có phải là một người lạc quan hay không, đúng không ạ? Một người lạc quan nó sẽ thu hút người khác rất nhiều. Khi các bạn lạc quan, các bạn nói những lời vui vẻ tích cực, các bạn động viên người khác, khen ngợi người khác, khích lệ người khác, đúng không ạ? Các bạn quan tâm yêu thương người khác một cách lạc quan tích cực thì họ cũng sẽ họ cũng cảm nhận được cái tần số tích cực đó của các bạn, và họ cũng sẽ trao lại cho các bạn những cái giá trị yêu thương và những cái tình cảm tích cực lạc quan như vậy, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thẳng thắn mà nói thì các bạn sẽ thích chơi với một người mà lúc nào cũng có những câu chuyện hài hước để kể và luôn hòa đồng giúp đỡ với mọi người, một người luôn hoạt bát, luôn hài hước và luôn luôn có sự cho đi yêu thương giúp đỡ mọi người, hay các bạn thích chơi với những cái người mà lúc nào cũng than vãn, lúc nào cũng nói xấu người này, chỉ trích người kia, ghen tị với người nọ và lúc nào cũng so đo hơn thua với bản thân các bạn, thì các bạn sẽ thích chơi với ai hơn? Cái này không cần phải suy nghĩ quá lâu, chúng ta cũng có câu trả lời, đúng không ạ? Chắc chắn là các bạn sẽ thích chơi với một người sẵn sàng cho đi, một người hài hước năng lượng, một người vui vẻ lạc quan, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì khi tiếp xúc với những người đó, chúng ta cũng sẽ nhận được những cái năng lượng tích cực vui vẻ như vậy, và hơn hết chúng ta cũng sẽ học hỏi được họ cách yêu thương, cách quan tâm, cách nói chuyện hài hước, và họ thấy mình thấy cái gì hay từ họ thì mình sẽ học từ họ, đúng không ạ? Còn những người tiêu cực, bi quan hay than vãn như thế thì chúng ta có thể học được cái gì ngoài những cái lời than vãn, trách móc, đúng không ạ? Thì đó là một trong những cái thói quen mà không chỉ các bạn mà hầu hết những thanh niên hoặc là những người lớn tuổi hơn, đó là hầu hết thói quen của con người. Người ta hay than vãn, hay chỉ trích, hay trách móc về những cái khó khăn mình gặp phải mà không bao giờ tìm cách rèn luyện vượt qua, hay là mình sẽ lựa chọn một cái hướng khác đi để đối diện với sự việc, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu biểu hiện của người lạc quan sẽ thể hiện như thế nào nhé. Biểu hiện đầu tiên của người lạc quan là họ luôn có hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân hoặc hoặc mọi người xung quanh. Thì với một người lạc quan thì họ luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, và những người bi quan thì ngược lại, họ luôn nghĩ đến những cái trường hợp tiêu cực hoặc những cái trường hợp xấu có thể xảy ra, đúng không ạ? Thì một người lạc quan họ luôn hướng đến những điều tốt đẹp để suy nghĩ, và cái sự lạc quan đó của họ cũng thu hút một cái năng lượng từ trường rất là lớn, và những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với họ. Và cái biểu hiện thứ hai là họ không thích sự so sánh. Họ thích tự phấn đấu bằng năng lực. Họ không thích sự so sánh hay ganh đua với người khác. Thì đối với những người lạc quan thì họ không thích cái sự so sánh. Ví dụ như họ làm được cái gì đó thì họ luôn nghĩ đến cái những điều tích cực mà cái việc đó có thể mang lại. Họ không thích so sánh là họ làm được cái này là hơn người này người kia, hay là người khác hơn họ, thì họ cho rằng là người kia may mắn, là người kia hên thôi, là người kia là có được người này người kia sự giúp đỡ từ ở đâu đó, chứ không phải là do năng lực của họ, chứ bản thân họ không tốt không giỏi thì họ sẽ không thừa nhận, không công nhận và hay so sánh về cái việc đó, đúng không ạ? Thì những người lạc quan thì họ không thích cái điều đó, bởi vì họ tự tin vào bản thân mình và họ luôn tin những điều tốt đẹp sẽ đến, và họ không coi ra cái sự thất bại đó là một điều quá nghiêm trọng và nó quá ê chề. Họ tin rằng một lần khác họ sẽ làm tốt hơn, thì đó là những cái biểu hiện của người lạc quan. Và các bạn cứ để ý mà xem, những người hay so sánh, những người hay ganh đua với người khác thì những người đó có phải là một người lạc quan hay không nhá. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những cái biểu hiện sau đây.
Biểu hiện tiếp theo của một người lạc quan đó chính là gì nhỉ? À, một người lạc quan là người luôn biết yêu thương bản thân và những người xung quanh. Họ tự tạo cho mình một tinh thần lạc quan là yêu thương chính mình, tạo cho mình một tâm lý thoải mái và yêu đời. Đối với những người mà có thể yêu thương bản thân mình thì họ mới có thể yêu thương những người khác, đúng không? Họ biết cách chăm sóc bản thân mình thì họ mới biết cách chăm sóc những người khác. Có ai mà các bạn thấy là chăm sóc người khác rất tốt mà lại không biết chăm sóc cho bản thân mình không? À, không có, đúng không ạ? Nếu như họ không làm lợi cho bản thân thì đó là vì họ chịu thiệt, họ nhún nhường. À, là họ biết rằng là cái này nếu như họ chịu thiệt thì sẽ được rất lợi lợi rất nhiều cho người khác, chứ không phải là họ không biết chăm sóc cho bản thân mình, không phải là họ ngu ngốc hoặc là họ không biết làm biết chăm sóc cho bản thân mình đâu, mà đó là cái sự cao thượng của những người lạc quan, của những người biết cho đi, đúng không ạ? Và họ luôn biết tự tạo cho mình một tinh thần lạc quan, yêu thương chính mình và luôn tự tạo cho mình một tâm lý thoải mái, yêu đời. À, với những người lạc quan thì họ luôn đến chắc chắn là họ luôn nghĩ đến những điều tích cực và họ cảm thấy cái việc yêu thương chính mình, họ không cảm thấy cô đơn hay là không cảm thấy cô đơn vì không có người yêu hoặc là ở đây một mình nó buồn bã cái trống vắng gì cả. Họ có thể tự yêu thương chính mình thì đó là cái niềm vui của họ. Họ tự có thể tự tạo cho mình một cái tâm lý thoải mái trong một cái môi trường hoặc là môi trường làm việc hoặc môi trường gì đó nó khắc nghiệt thì họ có thể tạo cho mình một tâm lý thoải mái yêu đời, hoặc trong một cái hoàn cảnh nào đó họ đang chịu áp lực về tinh thần hoặc là áp lực về công việc hoặc là về học tập gì đó thì họ vẫn có thể tạo cho mình một cái tâm lý thoải mái yêu đời. Thì đó là những cái biểu hiện của những người lạc quan, và đối cũng với những người trong có những cái hoàn cảnh tương tự đi, mà họ luôn phóng đại lên những cái khó khăn của mình, họ luôn quan trọng hóa những cái khó khăn, những cái rắc rối của mình, và họ luôn hay nói một câu rằng à, bạn không hiểu được đâu, bạn cứ thử làm mình xem rồi bạn biết, đúng không ạ? Thì đó là một trong những xu hướng hay đổ lỗi của những người tiêu cực, và cái tâm lý là phóng đại mọi 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 rắc rối hoặc mọi vấn đề lên, làm ví dụ vấn đề nó rất là nhỏ mà họ cứ phóng đại lên, trong mắt họ phải to như một con voi. Thì đó là cái xu hướng chung của những người có tâm lý tiêu cực bi quan, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu biểu hiện tiếp theo của một người lạc quan thì họ sẽ có biểu hiện như thế nào. Một người lạc quan là những người thường xuyên nói những lời tích cực. Để làm gì các bạn? À, những người tích cực thì sẽ có thể cổ vũ bản thân và những người xung quanh, và họ cũng biết cách an ủi, động viên những người xung quanh khi buồn hoặc là bi quan hoặc là có cái chuyện gì nó áp lực, nó buồn bã, đúng không ạ? Thì những người mà lạc quan ấy, các bạn cứ để ý xung quanh bản thân các bạn xem, sẽ có những người lạc quan và những người bi quan, nhưng một người lạc quan thì khi có vấn đề thì họ sẽ xem cái vấn đề đó nhỏ hoặc là nói những lời tích cực để cổ vũ bản thân. Ví dụ như lần này họ làm không tốt thì họ sẽ nói rằng à, thua keo này ta bày keo khác, nhất định lần sau họ sẽ làm một cách tốt hơn, à, đúng không ạ? Hoặc khi có một cái vấn đề về, chẳng hạn ví dụ về một cái chuyện tình cảm, họ đang chia tay một cái mối tình họ yêu sâu đậm chẳng hạn, thì đối với những người lạc quan thì họ sẽ nói sao? À, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu không đến vào thời điểm này thì nó sẽ đến thời điểm khác, nó xảy ra bởi vì nó cần phải xảy ra và họ đã làm hết mình trong thời điểm đó, và đương nhiên họ cũng sẽ không hối tiếc ở thời điểm này, đúng không ạ? Thì đó là những người lạc quan, họ sẽ có những cái suy nghĩ như vậy, và họ tích cực hơn thì họ có thể nghĩ rằng là à, đây là một bài học đắt giá đối với họ, và họ tin chắc rằng ở một lần tiếp theo hoặc là những lần sau họ sẽ gặp được một người tốt hơn, phù hợp với họ hơn và có thể yêu thương, hiểu và trân trọng họ hơn, đúng không ạ? Thì họ đương nhiên là họ cũng sẽ buồn, nhưng họ không chìm đắm vào những cái nỗi đau thương bi lụy và dẫn đến làm tổn hại các bản thân hoặc đánh mất chính mình, đúng không ạ? Đấy, đó là một cái ví dụ trong về cái phương diện tình cảm, đúng không ạ? Hoặc là những người bi quan thì họ cũng sẽ biết cách động viên và an ủi những người xung quanh khi buồn hoặc bi quan hoặc là có những chuyện lo âu, lo lắng, stress, đúng không ạ? Thì ví dụ với một người bạn lạc quan của các bạn thì khi các bạn buồn phiền về chuyện gia đình hoặc chuyện bạn bè hoặc chuyện người yêu thì họ sẽ biết cách an ủi, động viên các bạn. Ví dụ các bạn có một cái vấn đề thì buồn phiền về gia đình thì họ sẽ có lời khuyên là à, ba mẹ nào mà chẳng thương con, bởi vì thương ba mẹ thương 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 mày nên mới làm như thế, vì ba mẹ lo lắng cho mày nên mới làm như thế chứ không phải vì ba mẹ ghét bỏ mày, đúng không? Hoặc là họ sẽ nói là
ba mẹ nào cũng thương con, nhưng mỗi người có một cách thương riêng, hoặc là có thời điểm này nó không phù hợp, thời điểm kia nó không phù hợp. Nhưng mà thay vì bây giờ ngồi đây khóc lóc và cãi nhau với ba mẹ thì hãy tìm cách làm sao nói chuyện để cho ba mẹ hiểu mình hiểu ba mẹ, thì có phải là vấn đề được giải quyết không? Và vì chúng ta là gia đình nên không bao giờ có thể bỏ nhau được, thế nên là hãy tìm cách để nói chuyện và hàn gắn với nhau, đúng không ạ? Thì những người tích cực thì họ sẽ tìm cách động viên và hóa giải vấn đề theo một cái hướng tích cực và ôn hòa nhất, đúng không ạ? Hoặc là khi có những chuyện buồn bã thì họ luôn động viên những người xung quanh nhìn đến cái điều tích cực của vấn đề, hoặc là nhìn đến những cái tương lai tốt đẹp của vấn đề, để họ có thể vượt qua những cái sự buồn tủi hoặc là bi quan khó khăn đó, đúng không ạ? Thì đó là cách những người lạc quan là động viên an ủi những người xung quanh. Vậy thì người tiêu cực chắc chắn sẽ ngược lại, đúng không ạ? Thì họ sẽ luôn nói những cái lời tiêu cực và luôn hướng những người gặp vấn đề đến những cái tình huống xấu, những trường hợp xấu để làm sao? À, bởi vì trong đầu họ không hề có một cái niềm niềm tin, hay có tình yêu, hay có cái sự hy vọng gì một một tương lai tốt đẹp, hoặc là họ chưa bao giờ có trải qua những cái cảm giác hạnh phúc như trong tình yêu hoặc trong gia đình gì đó, nên là họ không biết được cái cảm giác hạnh phúc đó như thế nào. Họ chỉ trải qua những cái cảm giác buồn bã đau thương thôi, nên họ không thể có cái gì mà chia sẻ với chúng ta ngoài cái sự buồn bã đau thương đó, đúng không ạ? Vì thế nên nên chúng ta nên thường xuyên tiếp xúc với những người lạc quan để chúng ta được đón nhận một cái tinh thần lạc quan như vậy, đúng không ạ? Và biểu hiện của người lạc quan đó chính là biểu hiện tiếp theo của người lạc quan, nó chính là à luôn mỉm cười, đúng không ạ? Một người lạc quan sẽ là một người rất hay cười, dù trong hoàn cảnh khó khăn hay vất vả thì họ sẵn sàng nở nụ cười trên môi. Thì trong những bài phóng sự ảnh về những em bé ở vùng Tây Bắc khó khăn, thì trong một hoàn cảnh sống rất là khó khăn, ở đó mùa đông rất là giá rét, còn mùa hè thì nắng gay gắt, điều kiện sống thiếu thốn, thậm chí đôi dép cũng không có mà đi, quần áo thì được ai cho gì mặc nấy, hoặc thậm chí là nó rách hoặc là nó chật cũng phải cố mà mặc, bởi vì không có đủ quần áo để mà mặc. Và thậm chí cũng không có cái gì ăn. Nhưng mà khi những cái phóng viên ảnh lên Hà Giang làm những bài phỏng vấn thì các em bé luôn nở một nụ cười rất tươi. Thì trong một hoàn cảnh như thế thì hoàn cảnh nó chắc chắn là khó khăn, nếu các bạn trải qua những hoàn cảnh như thế chắc chắn các bạn sẽ không thể nào chịu được, bởi vì nó quá là vất vả đi. Nhưng mà những em bé đó vẫn luôn có một cái nụ cười rất là sáng, đôi mắt rất là long lanh. Thì vấn đề ở đây là gì ạ? Thì trong những cái hoàn cảnh khắc nghiệt khó khăn nhất, chúng ta vẫn thấy những người lạc quan trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó, và họ sẵn sàng nở nụ cười. Và trong những cái em bé đó thì sau này người ta đã làm rất nhiều phóng sự và tìm hiểu, thì cũng có những người rất là lạc quan, bởi vì nhờ cái nụ cười tỏa sáng tỏa nắng đó của các em mà được các nhà tài trợ về giáo dục, hoặc là các quỹ bảo trợ, hoặc là các mạnh thường quân, vì ấn tượng cái nụ cười đó, vì thương cái sự lạc quan đó, vì thương cái mảnh đời vất vả khó khăn đó, mà được các tổ chức, các cá nhân và các đoàn thể tài trợ cho các em học hành tới nơi tới chốn, và đưa các em xuống những vùng thuận lợi để cho các em học hành cho nên người, và thậm chí là đưa các em đi du học ở nước ngoài để cho các em có một cái tương lai tươi sáng hơn. Thì cái nụ cười trong cái hoàn cảnh khó khăn đó nó rất là đáng quý, và nó là một cái tinh thần, nó giống như một bông hoa giữa sa mạc vậy đó. Thì đó là một cái điều rất đáng quý, làm cho rất nhiều lòng người cảm động bởi cái tinh thần đó. Thế nên các bạn có thể giữ được nụ cười trong khó khăn thì đó là một cái điều rất đáng quý, và chắc chắn cái nụ cười đó không thể giúp các bạn gặp được những người mạnh thường quân tốt giống như là những em bé ở vùng cao đó, thì ít nhất cũng thể sẽ giúp cho các bạn có một cái tinh thần lạc quan để các bạn có thể vượt qua một cái tình cảnh, hoàn cảnh khó khăn đó, và ít nhất thì các bạn cũng sẽ tự an ủi động viên mình, bản thân mình rằng ngày mai sẽ tốt hơn, có thể hôm nay chưa tốt, có thể hôm qua chưa tốt, có thể hôm nay chưa tốt, ngày mai cũng có thể chưa tốt, nhưng mà chắc chắn ngày mốt sẽ là một ngày mai nữa sẽ là một ngày tươi sáng, đúng không ạ? Thì đó là một trong những cái câu nói mà những người lạc quan thường hay nói để tự động viên lẫn nhau, hoặc là để tự động viên bản thân và động viên những người xung quanh. Và biểu hiện thứ sáu của một người lạc quan là luôn biết tự tạo niềm vui và lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Thì đây là một trong những biểu hiện rất là rõ rệt của những người lạc quan, thì họ luôn biết tự tạo niềm vui cho mình.
Ví dụ như khi không phải là một mình mà họ cảm thấy cô đơn, khi có nhiều người thì họ sẽ lạc quan, và khi một mình thì họ sẽ trở nên trầm tĩnh, là buồn rầu rồi stress các thứ. Không hề nha, những người lạc quan thì khi một mình họ vẫn biết tạo niềm vui. Ví dụ như họ có thể đọc sách, họ có thể tập thể dục yoga, hoặc họ có thể nghe nhạc, hoặc họ có thể vẽ tranh, hoặc họ có thể sáng tạo một cái gì đó thuộc về niềm đam mê của họ, và họ luôn biết cách lan tỏa những năng lượng tích cực này đến mọi người xung quanh. Và cô có một người bạn thì trong cái đợt dịch Covid vừa rồi thì cả nhà bạn ấy đều bị mắc Covid ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong một cái hoàn cảnh cả nhà gia đình mắc Covid như thế và không thể nào ra ngoài được, và thậm chí là không có đồ ăn luôn, thì trong một cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn như thế thì cả nhà bạn ấy vẫn giữ được cái tinh thần lạc quan, thì kiếm cái thùng xốp và nhờ nhờ bộ đội đi mua, nhờ những người đi chợ, lực lượng đi chợ giùm đó, và những cái gốc rễ rau và hành mà ăn còn thừa đấy, thì họ kiếm thùng xốp đổ đất vào để tự trồng rau ăn. Và cũng nhờ những người hàng xóm xung quanh thì họ có thể cho được cái gì thì gia đình đó ăn bằng cái đó, và tự trồng rau. Và mỗi ngày ba mẹ con đều tự tập yoga. Thì trong trong khi mà bị Covid như thế thì cả nhà, cả ba mẹ con từ lớn tới nhỏ luôn, và em gái nhỏ nhất mới có 12 tuổi thôi, cũng tự tập yoga để rèn luyện sức khỏe và tự tạo niềm vui cho bản thân. Và những mỗi ngày tập yoga như thế, các bạn ấy đều đang làm một cái clip đăng lên mạng xã hội và lan tỏa được rất nhiều cái năng lượng tích cực đến mọi người. Và không chỉ tập yoga để rèn luyện sức khỏe cho bản thân, mà bạn ấy còn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà tự chữa Covid ở nhà, và cách thở làm sao khi mà chúng ta không kịp đến bệnh viện chữa trị, và cái cách làm sao để giữ cái tinh thần lạc quan khi mà chúng ta lỡ dính dịch Covid. Thì đó là một cái trường hợp mà cô đã được thấy, và cô cảm thấy rất là mến mộ cái người bạn này, vì luôn biết giữ một tinh thần lạc quan trong những cái hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa được những cái điều này đến mọi người. Và một trong những cái biểu hiện tiếp theo của người lạc quan đó chính là người lạc quan thường mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Thay vì buồn tủi khóc lóc thì họ sẽ tự động viên mình vượt qua. Thì đây là một trong những cái biểu hiện rất quan trọng của những người lạc quan. Thì giống như câu chuyện vừa nãy cô đã chia sẻ, thì trong mọi hoàn cảnh thì họ luôn mạnh mẽ và vượt qua nó. Và thay vì buồn tủi khóc lóc thì họ sẽ động viên mình vượt qua, đúng không ạ? Thì ví dụ như bạn ấy, gia đình bạn ấy đã bị mắc Covid rồi, bây giờ thay vì buồn tủi khóc lóc thì cũng không thể nào là hết bệnh được. Và có buồn tủi khóc lóc thì cũng không có một cái cơ quan chức năng y tế nào mà còn có khả năng mà đến gia đình cứu giúp, hoặc là đưa nhà bạn ấy đi bệnh viện, hoặc là thăm khám chữa trị cho nhà bạn ấy hàng ngày được. Vì thế nên là phải chọn cách mạnh mẽ để vượt qua cái hoàn cảnh đó. Và thật sự thì bây giờ gia đình bạn ấy đã hết và quay lại nhịp sống bình thường, và vẫn duy trì cái thói quen tập yoga đó, và vẫn thường xuyên làm những cái clip về tập yoga, về tập thở, về ăn uống khoa học, về cách sống lành mạnh để lan tỏa những cái năng lượng tích cực đó đến mọi người. Và một trong những biểu hiện tiếp theo của người lạc quan đó chính là người lạc quan sẽ thường kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Dù có giận đến mấy thì họ cũng ít khi biểu lộ ra ngoài, hoặc khi họ mệt mỏi thì họ cũng sẽ không biểu hiện cái điều đó ra ra ngoài. Thì một người lạc quan thì họ biết cách kiểm soát cái cảm xúc của mình, khi nào thì nên vui, khi nào nên buồn, hoặc là nếu như nóng giận thì mình nên bộc lộ cảm xúc như thế nào là vừa phải, hoặc là nên hành động thế nào để khi chúng ta hết cơn giận rồi, chúng ta không phải hối tiếc và không phải cảm thấy thất thố về những cái hành động của mình, đúng không ạ? Hoặc là khi mệt mỏi thì họ cũng biểu hiện làm sao đó để tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và nếu chúng ta bỏ biểu hiện cái sự mệt mỏi một cách quá đà thì chúng ta sẽ bị làm sao, bị cuốn vào trong cái câu chuyện mệt mỏi. Ví dụ như chúng ta chỉ mệt một thôi mà chúng ta làm nó quá lên, chúng ta cứ than vãn một cách liên tục thì nó sẽ ám vào trong người chúng ta, và chúng ta sẽ còn cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều, đúng không ạ? Vì thế nên kiểm soát cảm xúc tốt cũng là một trong những cách mà những người lạc quan làm để rèn luyện cái tinh thần lạc quan của mình, đúng không ạ? Và chúng ta đã đi được qua được hai phần của nội dung bài học ngày hôm nay. Thì nội dung thứ ba của ngày hôm nay là
Làm thế nào để trở nên lạc quan và cũng là nội dung quan trọng nhất của bài học. Vậy thì những người đang bi quan thì phải làm thế nào để trở nên để lạc quan hơn đây? Một trong những biện pháp để trở nên lạc quan hơn đó chính là ngồi thiền, và bản thân cô đã là người trải nghiệm cái phương pháp ngồi thiền này. Và những cái giai đoạn mà khó khăn và bế tắc nhất trong cuộc đời, cô không biết định hướng được phương hướng bản thân mình sẽ đi đâu, làm gì và làm như thế nào, thì đó là một trong những cái giai đoạn stress nhất của cô. Và tình cờ thì cô được một người chị giới thiệu đến một khóa học thiền ở một tu viện. Thì khóa thiền đó diễn ra trong vòng 2 ngày, thì 2 ngày đó là hoàn toàn mình tách biệt khỏi thế giới bên ngoài luôn, không mạng xã hội, không sử dụng điện thoại và cũng không đi ra ngoài luôn, chỉ ở trong tu viện đó ăn và ngồi thiền và đọc kinh thôi, và sinh hoạt theo giờ giấc của tu viện đó. Thì mình cảm nhận rất rõ rệt mình sẽ được cảm nhận rõ rệt tất cả những thứ chúng ta làm. Ví dụ như chúng ta tập trung vào việc chúng ta ăn, chúng ta tập trung vào việc chúng ta hít thở, chúng ta tập trung vào việc chúng ta đi, và chúng ta tập trung vào việc chúng ta ngủ, và chúng ta tập trung vào cái việc chúng ta, vào mỗi cái hành động chúng ta đang làm, chúng ta sẽ cảm nhận được bản thân mình đang ở cái giai đoạn, ở cái trạng thái như thế nào. Và cái việc thiền này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân mình và sẽ giúp chúng ta chữa lành được những cái vết thương nội tâm, vết thương trong lòng, sẽ giúp các bạn có thể hóa giải được những cái rắc rối, những cái nút thắt, những cái nút thắt ở trong lòng và những cái tổn thương sâu lắng ở trong lòng. Thì thiền là một phương pháp giúp các bạn chữa lành những vết thương nội tâm. Thì nếu như các bạn đến cái tuổi mà mình gặp quá nhiều áp lực cuộc sống thì các bạn hãy nên thử tìm hiểu cái phương pháp thiền này. Thiền không phải là thiền giống như là những cái thầy thầy chùa là cứ ngồi ngồi im đó là thiền, đâu, không phải các bạn ạ. Nếu như các bạn thật sự quan tâm đến bộ môn thiền này thì có thể tìm hiểu trên mạng và những cái group diễn đàn rất nhiều. Mình có thể tìm hiểu từ từ YouTube rồi nghe bài thiền, nói chung có rất nhiều kênh để các bạn tìm hiểu. Nhưng thiền là một cái phương pháp rất hữu hiệu để các bạn có thể chữa lành những cái vết thương nội tâm. Và cách thứ hai để các bạn có thể trở nên lạc quan đó chính là luôn nói những điều tích cực, tập suy nghĩ tích cực. Vì suy nghĩ sẽ dẫn đến lời nói sẽ dẫn đến hành động, và hành động sẽ dẫn đến thói quen, và thói quen sẽ tạo nên tính cách, và tính cách sẽ quyết định số phận. Thì đây là một chuỗi liên kết về những cái suy nghĩ, hành động nó tạo nên thói quen, sở thích, những thói quen và tính cách và vận mệnh của chúng ta. Vì thế nên khi các bạn luôn nói những điều tích cực đó, đến khi nào nó trở thành thói quen thì các bạn sẽ trở thành một người lạc quan trong mắt những người khác. Và khi các bạn đã trở thành một người lạc quan thì các bạn sẽ có một tính cách tích cực lạc quan, và nó sẽ cũng ảnh hưởng đến số phận của các bạn, đúng không ạ? Thì khi các bạn luôn tích cực lạc quan thì những điều tích cực lạc quan cũng sẽ tìm đến các bạn, bởi vì nó có cùng tần số với nhau, đúng không ạ? Thì những cái cùng tần số với nhau thì nó sẽ tìm đến nhau, giống như người ta hay nói rằng mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Và biểu hiện thứ hai để các bạn và phương pháp tiếp theo để các bạn trở nên lạc quan hơn đó chính là luôn mỉm cười và tập thói quen cười sao cho đẹp. Thì việc luôn mỉm cười sẽ giúp các bạn ghi điểm rất nhiều và tạo ấn tượng tốt trong mắt người đối diện, nhất là trong những cái buổi các bạn cần xuất hiện một cách trang trọng ấn tượng, ví dụ như buổi thuyết trình này, hoặc khi các bạn lên sân khấu biểu diễn, hoặc lên các bạn lên trình bày một cái gì đó, hoặc khi các bạn cần ra mắt với nhà bạn trai, nhà người yêu chẳng hạn, hoặc khi các bạn cần gây ấn tượng mạnh với một ai đó, thì cái việc mỉm cười sẽ là một trong những cái hành động nó đơn giản nhất và gây ấn tượng tốt nhất đối với người đối diện, đúng không ạ? Và tập có thói quen cười đẹp sẽ giúp cho các bạn có rất nhiều lợi thế. Có thể các bạn cười hơi méo miệng, hay là cười lộ răng lộ lợi quá nhiều, thì một thói quen cười đẹp sẽ giúp các bạn ghi điểm một cách ấn tượng và sâu sắc vào trong lòng người người đối diện, đúng không ạ? Và một trong những biện pháp tiếp theo để các bạn rèn luyện sự tinh thần lạc quan đó chính là làm bạn với những người lạc quan để được lan tỏa những cái năng lượng này tích cực đến với mình, đúng không ạ? Thì khi các bạn tiếp xúc với những người lạc quan thì các bạn chỉ nghe được những cái điều tích cực lạc quan thôi, và chúng ta sẽ được lan tỏa những cái năng lượng này, và chúng ta cũng sẽ dần dần trở nên lạc quan hơn. Mỗi ngày một chút thì nó sẽ giống như là
cơn mưa dầm thấm lâu, các bạn cũng sẽ trở nên lạc quan từng chút một, và đến một ngày nào đó các bạn tích lũy đủ nhiều rồi thì nó sẽ in hẳn vào trong suy nghĩ và trong lời nói của các bạn, và các bạn cũng sẽ trở thành một người lạc quan. Và một trong những biện pháp tiếp theo là hãy tập cho bản thân mình những thói quen tích cực. Và những cái thói quen tích cực này nó có một ý nghĩa rất quan trọng đến cái tính cách và cái cuộc sống của các bạn. Tập cho các bạn những thói quen tích cực, ví dụ như là các bạn có thể dậy sớm chạy bộ này, tập thể dục này, hoặc là chơi một môn thể thao này, hoặc là ngồi thiền, hoặc bơi lội này, hoặc đọc những cuốn sách này, hoặc mình có thể kết bạn giao lưu với những người tích cực, hoặc mình có thể là dành thời gian cho gia đình cùng xem phim cùng nhau, đi chơi cùng nhau, hoặc có những cái trải nghiệm cùng nhau để chúng ta có thể tạo nên những cái thói quen tích cực, và nên nên làm những cái điều này với những người có một cái thói quen lạc quan tích cực, để chúng ta có thể ảnh hưởng và lan tỏa cái điều này từ họ, đúng không ạ? Và một trong những cái biện pháp tiếp theo là luôn mỉm cười và tập thói quen cười đẹp, thì hồi nãy con đã phân tích rồi đúng không ạ? Và thứ tiếp theo là đặt mục tiêu cho bản thân để có động lực. Thì việc chúng ta đặt mục tiêu cho bản thân để có động lực là một trong những yếu tố rất quan trọng này. Khi chúng ta có một mục tiêu theo đuổi thì chúng ta sẽ không bị sao nhãng bởi những cái vấn đề khác, và khi có mục tiêu thì chúng ta sẽ rất quyết tâm, và để làm cái điều đó thì chúng ta không bị những cái vấn đề buồn rầu xung quanh mình nó làm thu hút cái sự, làm phân tán cái sự chú ý và cái năng lượng của mình. Có một mục tiêu rồi thì mình cứ thẳng tiến theo cái mục tiêu đó thôi, thì chúng ta sẽ không bị chi phối bởi những cái điều rắc rối hoặc những cái điều buồn phiền xung quanh nữa. Thì những cái điều đó nó làm mình cản trở đến mục tiêu thì chúng ta sẽ gạt bỏ nó sang một bên, được không ạ? Mà một trong những biện pháp tiếp theo là hãy giúp đỡ người khác nhiều hơn để cảm nhận tình yêu thương, niềm vui và sự chia sẻ trong cuộc sống. Bởi vì khi các bạn giúp đỡ, chia sẻ người khác thì các bạn sẽ nhận được cái sự quý mến, sự tôn trọng, sự yêu thương từ người khác. Và khi các bạn cảm nhận được rằng mình trở nên quan trọng với một ai đó, mình giúp được một ai đó, và cái sự xuất hiện và cái sự giúp đỡ, cái hành động giúp đỡ của bạn nó rất quan trọng đối với người ta, thì các bạn sẽ có một cảm giác vô cùng hạnh phúc và sung sướng, bởi vì mình trở nên, mình được làm một phần rất quan trọng trong một cuộc sống của ai đó, và những cái việc mình làm nó có ý nghĩa rất to lớn với một người nào đó, thì các bạn sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc từ điều đó, và từ đó thì các bạn sẽ có động lực để làm những việc tốt nhiều hơn, và lâu dần thì nó sẽ trở thành một cái thói quen, một cái sự tấm lòng trắc ẩn, hoặc là những cái tinh thần tốt đẹp, những nghĩa cử cao đẹp cho con người các bạn. Và một cái biểu hiện cuối cùng đó chính là rèn luyện bản thân suy nghĩ rằng mình sẽ làm được nếu mình thực sự muốn điều đó. Vì khi các bạn có thật sự khao khát rất lớn về một vấn đề gì đó thì đầu óc các bạn sẽ nảy sinh ra những suy nghĩ, những giải pháp để làm sao các bạn có thể giải quyết được vấn đề đó. Thì đó là cái biện pháp để chúng ta rèn luyện suy nghĩ để chúng ta đạt được mục tiêu. Khi các bạn thực sự khao khát đủ lớn thì cả vũ trụ sẽ giúp đỡ các bạn để làm được cái điều đó, nên hãy tin rằng mình sẽ làm được điều đó nếu các bạn thật sự muốn điều đó, nếu các bạn thật sự rất 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 muốn điều đó nha. Hãy tin rằng mình có thể làm được điều đó. Và để hiểu hơn về cái tinh thần lạc quan này thì cũng mời các bạn xem một cái video truyền cảm hứng. Có xu hướng như thế này, vì có ai đó làm 10 điều tốt cho mình, nhưng chỉ cần một lần làm điều không tốt với mình là mình sẽ nhớ hoài và quên mất 10 điều tốt kia. Hoặc là khi xem tin tức, chúng ta có xu hướng chia sẻ những nội dung tiêu cực hơn là nội dung tích cực. Những tấm gương tốt, người tốt, việc tốt thì rất ít được chia sẻ, nhưng những việc xấu, chuyện tiêu cực thì lại được chia sẻ ầm ầm. Xu hướng này được thể hiện rõ hơn trong nghiên cứu vào năm 2005 của tổ chức National Science Foundation Mỹ. Mỗi người trung bình có khoảng 12 đến 60 ngàn ý nghĩ mỗi ngày. 95% suy nghĩ đó là lặp lại của ngày hôm trước, và 80% suy nghĩ đó là những suy nghĩ tiêu cực. Không những thế, theo nghiên cứu mới đây của Đại học Duke, Bắc California, Mỹ do giáo sư Stephen Boyd làm trưởng nhóm cho thấy,
những suy nghĩ tiêu cực có hại rất lớn tới hệ thần kinh và cả thể chất của con người. Vậy chúng ta có thể thấy rằng chúng ta luôn có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, và suy nghĩ tiêu cực thì làm hại cả cơ thể và đầu óc của chúng ta. Nghĩa là tự chúng ta làm hại chính chúng ta mà chúng ta không hay biết. Vậy thì làm thế nào để thay đổi cái bản năng suy nghĩ tiêu cực khi sinh ra vốn đã có như thế? Có những bạn có khả năng đặc biệt thì chỉ cần tới đây thôi, tự nhiên chuyển biến mọi suy nghĩ tiêu cực được ngay. Nhưng hầu hết chúng ta thì phải rèn luyện lâu dài qua những việc sau. Nhất, đó là đừng nhân rộng những điều tiêu cực. Nếu chúng ta để ý, rất nhiều cuộc nói chuyện tán gẫu đều là bàn tán chuyện tiêu cực của những người vắng mặt. Và bản thân chúng ta khi ngồi vào một cuộc tán gẫu như thế, chúng ta cũng đi theo xu hướng đó mà không hay. Chuyện xấu đó có thể là những chuyện như dạo này bạn A ghét bạn B, bạn C nhìn mặt sao tự nhiên khó ưa, bạn D sống giả tạo, vân vân. Những chuyện như thế thì chẳng biết được thật hư như thế nào, chỉ là phỏng đoán của người đó. Nhưng khi nhiều người cùng bàn tán thì chuyện chưa chắc đúng sẽ trở thành đúng, chuyện chưa đến tồi tệ thì sẽ trở nên quá tệ. Như thế thì chúng ta đã vô tình nhân rộng những điều tiêu cực. Luật nhân quả là cho đi thì phải nhận lại. Khi cho đi sự tiêu cực thì chúng ta phải nhận lại sự tiêu cực. Có khi sự tiêu cực đó là lời nói xấu của người khác, hoặc có khi đó là những suy nghĩ tiêu cực tự nhiên xuất hiện trong đầu của mình. Nhìn cái gì cũng nghĩ tới sự tiêu cực. Muốn bắt đầu làm ăn thì liền nghĩ tới thất bại. Muốn khởi nghiệp thì nghĩ ngay tới phá sản. Gặp khó khăn thì nghĩ ngay tới bế tắc không lối thoát. Cũng vì vậy mà chúng ta thấy những người thành công toàn nói về những ý tưởng giúp giải quyết vấn đề, còn người thất bại thì toàn đi nói về chuyện tiêu cực của người khác. Nguyên nhân của xu hướng xấu này đó là khi bàn tán chuyện tiêu cực của người khác, chúng ta tự nhiên tưởng rằng mình giỏi hơn, mình tốt hơn người khác. Khi ảo tưởng như thế thì chúng ta lại có cảm giác vui. Vui thì lại tiếp tục bàn tán, vòng tròn cứ lẩn quẩn mãi không có ngày dừng. Trong khi sự thật là càng nói chuyện tiêu cực của người khác thì lại càng làm hại chính mình. Tóm lại ở đây là chúng ta phải dừng việc nhân rộng những chuyện tiêu cực trong cuộc sống lại. Nếu như ngồi tán chuyện, hãy bàn luận về những ý tưởng giúp cải thiện cuộc sống của con người, hoặc là tốt hơn là cải thiện những vấn đề liên quan tới bản thân và người xung quanh. Thứ hai đó là tìm mặt tốt của vấn đề. Mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều có hai mặt, không bao giờ chỉ có sự tiêu cực trong một vấn đề nào đó. Ví dụ khi chúng ta sản xuất ra một sản phẩm mà khi bán ra thì khách hàng chê chỗ này xấu, chỗ kia dởm, chỗ nọ lỗi thời. Nếu như một người tiêu cực thì nghĩ rằng thôi tiêu rồi, người ta chê thế này thì phá sản. Nhưng một người tích cực thì sẽ nghĩ rằng à, khách hàng vừa mới đóng góp rất nhiều ý tưởng để cải thiện sản phẩm. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta bị chê bai thì mặt xấu của điều đó là sẽ bị xuống tinh thần. Nhưng một người tích cực biết đạo lý thì sẽ thấy mặt tốt của việc bị chê bai, đó là giúp cho họ khiêm hạ trở lại, giúp cho họ có cơ hội để nhìn lại bản thân, xem còn khuyết điểm nào để cải thiện, giúp họ học được hành nhẫn nhục, giúp họ học được hành bao dung tha thứ, giúp họ học được hành thương người, không phân biệt kể cả người chỉ mắng mình. Thầy của mình dạy rằng không có tình cảnh thì lấy gì mà tu. Câu này không chỉ đúng với người tu mà còn đúng với đời sống bình thường. Không có khó khăn thì làm sao mà rèn luyện được sự mạnh mẽ thực sự. Thứ ba đó là ngừng tạo ra sự bế tắc. Có một điều nghịch lý là chúng ta muốn giải quyết vấn đề nhưng lại tìm cách làm cho vấn đề trở nên bế tắc. Khi gặp một việc nào đó khó khăn, trước giờ chưa có kinh nghiệm làm, chúng ta thường có xu hướng suy nghĩ ngay rằng cái này mình làm không được. Chỉ cần nghĩ như thế thì tự nhiên sẽ có nhiều lý luận kể theo sau đó củng cố cho suy nghĩ đó, và chúng ta sẽ tin chắc là không làm được. Còn một người có suy nghĩ tích cực thì lại nghĩ rằng cách nào để giải quyết việc này, dù rằng không biết có thể làm được hay không, nhưng suy nghĩ như thế thì ít nhất cũng là đang tìm cách để giải quyết công việc, chứ không phải tự làm vấn đề trở nên bế tắc. Vì vậy, khi chúng ta đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, thay vì nghĩ không giải quyết được, chúng ta nên tập chuyển sang hướng suy nghĩ rằng làm cách nào, làm thế nào để giải quyết được việc này. Đó là tự tạo môi trường tích cực. Bởi vì chúng ta vẫn là con người nên vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Vì vậy chúng ta không thể nào sống tích cực được khi vây quanh chúng ta toàn là những điều tiêu cực. Chúng ta cần loại bỏ những nguồn thông tin tiêu cực, chứ đừng những sự chỉ trích chê bai quá nhiều. Ví dụ những thông tin chê bai chỉ trích hết người này đến người nọ, những thông tin như thế hầu như không giúp chúng ta phát triển bản thân thêm được chút nào. Ngược lại càng
lắng ra suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Những nguồn thông tin chúng ta nên tiếp cận là những nguồn thông tin đem lại cái nhìn tích cực, giúp phát triển bản thân, giúp hoàn thiện bản thân, giúp tạo ra động lực để cải thiện bản thân. Ngoài ra thì việc loại bỏ bớt những điều tiêu cực sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian để làm và học những điều tích cực. Thứ năm là vừa chừng để nhanh hơn. Khi chúng ta làm việc gì mà trong lòng chúng ta nôn nóng cho nhanh thì tự nhiên sẽ dễ nổi giận hoặc là dễ phản ứng tiêu cực khi gặp trở ngại. Điều này không có nghĩa là chúng ta cứ tà tà, rè rè, mà chúng ta cần tránh thái độ gấp gáp, nôn nóng. Người giận thì không làm được việc, nhưng người luôn nôn nóng thì tệ hơn vì sẽ làm hỏng luôn việc đó. Hồi còn tiểu học, mình học bài thơ này mà mãi tới tận bây giờ mình mới hiểu. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà hoàng phải dây. Đi đâu mà vội mà vàng, ngã năm bảy cái lại càng thêm lâu. Vậy đấy, đúng là chúng ta phải không ngừng phấn đấu, nhưng phải vừa với sức của mình. Làm việc mà quá sức, nếu lao động chân tay thì sẽ bị thương tật, nếu lao động đầu óc thì sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Điều quan trọng là vừa sức, không lười biếng nhưng cũng không nóng vội. Nếu buộc phải chinh phục 1.000 km mà không có phương tiện di chuyển nào khác thì chúng ta nên chọn cách đi bộ thay vì chạy. Vì nếu chạy, chúng ta sẽ bị ngất xỉu trước khi đạt được 100 km. Thứ 6, đó là thể thao là không thể thiếu. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng sự liên quan là khi trước hết người nào có cơ thể yếu ớt, bệnh hoạn lại có một tinh thần tích cực. Hầu hết những người thường xuyên mệt mỏi và bị bệnh đều luôn có một tâm trạng tiêu cực. Trừ những người rất đặc biệt, dù bệnh hay mệt cỡ nào, họ cũng lạc quan yêu đời được. Còn lại chúng ta là người bình thường, muốn có tích cực, mạnh mẽ thì điều bắt buộc là chúng ta phải có một cơ thể khỏe mạnh. Vì thế, nếu như chưa chơi thể thao, hãy tập chơi từ ngày hôm nay. Nếu như đã bỏ chơi thể thao, hãy bắt đầu chơi lại. Vậy, đó là cho đến thật nhiều điều tích cực. Ngoài việc điều chỉnh bản thân để sống được tích cực hơn, thì chúng ta cũng cần nhận được sự tích cực từ bên ngoài. Để có được điều đó, chúng ta phải cho đi trước. Cho đi sự tích cực trước thì sự tích cực mới trở về với mình. Điều tích cực sẽ trở về theo cách riêng của nó. Không phải chúng ta giúp người A thì người A sẽ giúp lại chúng ta, mà có thể là người B mới là người giúp lại chúng ta. Những điều tích cực chúng ta nên cho đi đó là lời khen, lời động viên, lời khuyến khích, sự giúp đỡ trong những hoàn cảnh rất bình thường. Ví dụ như khi chạy xe, chúng ta có thể nhường cho người khác chạy lên trước nếu như họ đang gấp. Hoặc là khi chúng ta thấy một người nào vướng vát nặng, chúng ta có thể chạy đến để giúp đỡ họ. Hoặc là khi đang ở trong thang máy, thấy người nào muốn vào thang máy, chúng ta có thể bấm chờ thang máy. Hoặc thấy một người buồn, chúng ta có thể lắng nghe, chia sẻ nỗi buồn với họ. Và chúng ta cứ để ý tới xung quanh nhiều hơn, thì tự nhiên sẽ thấy nhiều cơ hội để cho đi những điều tích cực. Cho đi càng nhiều điều tích cực, thì chúng ta sẽ càng nhận lại nhiều điều tích cực. Tóm lại, để có thể sống tích cực, chúng ta cần làm 7 điều sau. Thứ nhất là đừng nhân rộng những điều tiêu cực. Thứ hai là tìm mặt tốt của vấn đề. Thứ ba là ngừng tạo ra sự bế tắc. Thứ tư là tự tạo ra một môi trường tích cực. Thứ năm là môi trường để nhanh hơn. Thứ sáu là thể thao không thể thiếu. Thứ bảy là cho đi thật nhiều điều tích cực. Chúc các bạn đều trở thành những người rất tích cực. Nếu các bạn thích clip này hữu ích hãy. Vừa rồi các bạn đã được xem xong một cái video về lan tỏa cái năng lượng làm sao để chúng ta có thể sống tích cực hơn. Vậy thì hy vọng là sau bài học chủ đề ngày hôm nay thì các bạn sẽ có cho mình những cái kỹ năng và những cái biện pháp làm sao để các bạn có thể duy trì một cái tinh thần lạc quan trong những cái tình huống và những cái điều bất trắc trong cuộc sống, thì các bạn cũng có thể luôn giữ vững cái tinh thần lạc quan đó. Vậy thì chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc nhé.